Xin trân trọng kính chào quý vị và truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua lại có một chuyện nữa cũng khá là nổi đình nổi đám trong cộng đồng người Việt tại Lý Đô Sài Gòn. Lý Đô Sài Gòn là cái nơi mà người ta bảo là cái gì? Đi dễ khó về, nghe không? Trai đi có vệ, gái về có con thì đại khái nó nói. Ý nói là nơi đây là nơi thu hút rất nhiều người Việt Nam thích đến để ở. Nơi đây là cái nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. Và hầu như tất cả những người Việt ở vùng này đều tự hào mình được sống ở đây. Tự hào vùng Lý Đô Sài Gòn, mình là Lý Đô Sài Gòn đầu tiên của người Việt ở hải ngoại. Rồi những người Việt ở khắp nơi trên thế giới, không chỉ nước Mỹ mà ngay cả Việt Nam luôn, khi đến Mỹ đều ước ao một lần đến Lý Đô Sài Gòn để coi bà con sinh sống như là làm ăn ra sao, phải không? Và ngay cả những người sống tại Lý Đô Sài Gòn này, thỉnh thoảng tôi nghe ta tự hào nhau. Tôi sống đây giống như sống ở quận nhất Sài Gòn. Quý vị biết Việt Nam Sài Gòn là số 1, phải không? Nhưng mà Sài Gòn là ở quận nhất là gọi là numero uno, tiếng Tây Ban Nha là số 1 đó. Mà tôi gọi tiếng Việt đó là tôi gọi số 1 chưa đủ mà gọi là số 1 La Mã. Ngon lắm, phải không? Nhà cửa đắt đá, đắt giá, phải không? Đồ ăn đồ uống cái gì nói chung rồi nào gần như không thiếu cái gì cả. Chỉ có thiếu tiền này, đó. Nhưng mà tiền vẫn có thể kiếm được. Nhưng mà nó thiếu cái gì? Thiếu tình đoàn kết. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì thưa quý vị, lần đầu tiên trong 45 năm người Việt có mặt hải ngoại, năm tới đây, Tết Canh Tí năm 2020 sẽ có hai diễn hành Tết xảy ra tại Lý Đô Sài Gòn. Bởi vì sao? Hôm thứ Ba vừa rồi, ngày 12 tháng 11, Hội đồng thành phố Gà Rô đã bỏ phiếu 7-0 đồng thuận. Đây trên màn hình quý vị là cái hình bỏ phiếu. Tất cả 7 người bỏ phiếu yes hết. Đồng ý cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam California do ông Phát Bùi làm chủ tịch. Ông Phát Bùi cũng là nghị viên thành phố Gà Rô luôn. Để cho cộng đồng này tổ chức diễn hành Tết Canh Tí năm 2020 vào ngày Chủ nhật 21 tháng Giêng năm 2020. Tức là ngày mùng 2 Tết. Ngay trên đại lộ Westminster. Từ đường Rockhurst đến đường Táp. Đường Táp là gần đến đường Euclid rồi. Và như vậy họ sẽ chặn đường Rockhurst và đường Euclid, rồi họ diễn hành từ đường Brookhurst đến đường Táp. Thì chỗ này nó thuận tiện, theo tôi thấy là tính là dự trù thế này là xe hoa người ta sẽ tập trung tại khu chợ Hòa Bình ngay góc đường Westminster và Brookhurst, rồi từ đó họ đi diễn hành, rồi họ về họ tập trung lại ngay cái chỗ chợ Song Hỷ, tức là ngay góc đường Brookhurst và đường Westminster và đường Euclid. Song Hỷ tức là cái chợ người Việt cũ ngày xưa đó. Hoặc nếu có thể họ đi chiều ngược lại thì họ sẽ tập trung xe ở cái chỗ chợ Trong Hỷ, rồi họ đi đến, họ đậu tại chợ Hòa Bình. Đó là cái dự trù họ như thế. Nhưng mà hôm thứ Ba vừa rồi thì tôi có theo dõi cái cuộc họp đó. Trên màn hình quý vị, đó là những hình ảnh mà của các cuộc diễn hành Tết trước đây ở trên đại lộ Bôn Sa. Thì trước khi đi vào cái gọi là chi tiết của một cuộc họp đó, thì xin nhắc quý vị là hôm 15 Tây tháng 8, Hội đồng thành phố Westminster cũng đã bỏ phiếu cho cái nhóm gọi là Lý Đô Sài Gòn Westminster Tết Parade tổ chức diễn hành Tết vào ngày 25 tháng Giêng 2020, tức là ngày mùng 1 Tết, trên đại lộ Bôn Sa, đoạn từ đường Magnolia đến đường Bút Sa, là cái nơi mà bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay người ta vẫn tổ chức diễn hành Tết. Thì cái diễn hành Tết của Westminster đó, trong 7 năm qua lại do cộng đồng người Việt quốc gia Nam California tổ chức. Nhưng mà đến năm nay không hiểu vì lý do gì thì Hội đồng thành phố Westminster không cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam California tổ chức nữa, mà chọn cái tổ chức gọi là Lý Đô Sài Gòn Westminster Tết Parade. Đó. Thì đó là cái lý do tại sao mà cộng đồng người Việt quốc gia Nam California mới qua bên thành phố Gran Rô xin tổ chức diễn hành Tết. Nó là như thế. Thì trong cái buổi họp hôm thứ Ba vừa rồi, tôi thấy có tổng cộng là 13 người lên phát biểu, thì trong đó 10 người ủng hộ, chỉ có 3 người chống mà thôi. Những người ủng hộ họ lấy lý do gì? Để nói quý vị nghe sơ sơ. 10 người nhiều lắm, tôi không kể, kể sơ sơ thôi. Trong đó có một ông Mỹ, gọi là ông Robert Harrison. Ông là cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Mà ông này là phó chủ tịch ủy ban tượng đài Việt Mỹ ở Westminster. Ông này ông bảo tôi tham gia nhiều sinh hoạt cộng đồng Việt Nam, tôi rành lắm. Đó. Thì ông bảo tuần trước tôi ngồi trong nhà hàng Việt Nam, tôi nói chuyện với khoảng 7 người. Cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc mọi binh chủng không quân, hải quân, nghĩa là thứ lục chiến gì, họ đều ao ước được tham dự diễn hành Tết ở thành phố Gà Rô. Thành ra họ nói với tôi đó là nếu mà Gà Rô tổ chức thì đây sẽ là cái nơi mà để mà
coi như là binh sĩ Mỹ, cựu chiến binh Mỹ, cựu chiến binh Việt Nam, tay trong tay hàn gắn vết thương gì đó, đại khái đó, đi với nhau đó, thì nên là ủng hộ đó. Riêng những người chống á thì có ba người chống, thì trong đó người nổi bật nhất là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Ông Nguyễn Quốc Lân hiện nay đang là đại diện cho cái tổ chức Lido Sài Gòn Westminster Tate Parade, mà sẽ tổ chức cái cuộc diễn hành ở bên thành phố Westminster vào ngày 1 Tết năm tới. Ông Lân cũng là đang là chủ tịch hội đồng giáo dục học khu Garo. Thì ông Rang phát biểu nói như thế này: Tết là cái dịp để người ta vui vẻ, thể hiện tinh thần văn hóa, truyền thống và đặc biệt thể hiện tinh thần đoàn kết. Năm nay chúng tôi muốn tổ chức diễn hành Tết để cho thấy cái sự đoàn kết của cộng đồng Việt Nam. Đồng thời chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với người bản xứ đã cưu mang cộng đồng chúng tôi trong hơn 40 năm qua. Và tôi biết Westminster đang có những cái chia rẽ cho cộng đồng. Chẳng hạn như nói vậy là ai cũng hiểu cái chuyện gì. Thứ nhất là cái chuyện bãi nhiệm, những chuyện lùm xùm đủ thứ hết đó. Thành ra tôi nghĩ rằng là quý vị đừng có để những cái chuyện lùm xùm với Westminster nó dính vào bên gàn rồi quý vị. Ông Lân nói luôn, tôi sẽ cảm thấy bối rối vô cùng nếu quý vị để chuyện này xảy ra. Tôi đề nghị quý vị đó, bác cái đơn xin tổ chức diễn hành Tết của cái nhóm ông Bùi Phát cho tôi. Bởi vì như vậy nó sẽ làm cho cộng đồng chia rẽ. Nói là hiểu liền đó, ông phản đối. Nhưng mà ông nghị viên George Wittigam, ông lại không chịu. Cái ông này là nghị viên thành phố Garo. Ông là từng giúp một số người Việt Nam ra tranh cử và thắng cử. Thì ông nói như thế này nè: tôi biết cái chuyện chia rẽ chính trị ở bên Westminster, mà đừng để chuyện đó dính vào đây, tôi đồng ý hoàn toàn. Chuyện Westminster để Westminster, không được qua Garo. Giống như gì, what happened Las Vegas, stay in Las Vegas. Tuy nhiên ông nói như thế này nè: nhưng bất kỳ một hội đoàn nào mà đến Garo này xin tổ chức một sự kiện tích mang tính tích cực cho cộng đồng, nhưng đó là positive event nha, với tích cực không thì chưa biết, nhưng mà đây là lời ông nói đó. Và sẵn sàng trả tất cả chi phí đó mà thành phố không phải trả một xu nào thì tại sao lại từ chối? Tôi ủng hộ đó, đó ông nói là bởi vì trước đó thì có ông Đỗ Tân Khoa là cái ông mà trưởng ban chương trình, ông ra trình bày hết 7 năm qua cộng đồng về quốc gia Nam California tổ chức diễn hành Tết như thế nào, đóng tiền ra sao đầy đủ, chưa bị mang tiếng cái gì cả, phải không? Các cái hợp đồng doanh nghiệp rồi cái là diễn hành rồi kia, nói chung là chúng tôi ngon cơm, chúng tôi chưa giờ bị vấn đề gì cả. Đó, thành ra trình bày như vậy mấy cái này ok. Và ông Khoa bảo là chúng tôi sẽ lo hết chi phí này, thành phố cho biết chi phí bao nhiêu chúng tôi trả trước, phải không? Cần nghi tôi làm cái đó, thiếu tôi trả sau. Đó, chúng tôi đã làm hoàn thành 7 năm qua là không có lý do gì chúng tôi cái là bê bối năm thứ 8. Ông thuyết phục như thế thành phố ok. Đó, thành ra là bỏ phiếu đồng ý. Thì bây giờ nó là ra cái chuyện nó như thế. Họ bỏ phiếu 7-0. Thì như vậy tôi có hỏi ông Phát Bùi, nói gì thì nói, rõ ràng là cộng đồng chúng ta nó không đoàn kết, tại sao không có một diễn hành Tết mà có tới hai diễn hành Tết, tại sao? Mới đúng đoàn kết đâu. Thì ông Phát Bùi ông nói như thế này nè: ông Phát Bùi là ông là chủ tịch cái ban tổ chức, trưởng ban tổ chức, ông là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam California, cũng là nghị viên thành phố Gan, ông bảo là nếu mà nói chỉ có một nó tốt hơn là không đúng, nói như vậy là bi quan và yếm thế. Có hơn một bao giờ tốt hơn ở Mỹ này. Đây là ông Phát Bùi ông lập luận. Nói cho quý vị tin cái chuyện quý vị. Ông bảo Mỹ này đó, tinh thần cạnh tranh rất là cao, có hai vẫn tốt hơn là một. Cạnh tranh chứ có một nó sẽ độc tài đó. Chuyện ai cũng biết đó. Có hai bên nó cạnh tranh làm tốt. Và ông nói thế này luôn, ông bảo là tôi còn mong Westminster tổ chức thành công hơn nữa, thành công lớn rồi, bên này gan đôi tôi thành công còn hơn luôn, hai bên cạnh tranh. Và ông còn nói nữa, với cái số lượng mà khoảng gần nửa triệu người Việt Nam sống ở miền Nam California, miền Nam California là tính luôn cả từ Los Angeles County trở xuống tới San Diego County, thì với cái số người này cộng đồng Việt Nam dư sức tổ chức hai diễn hành Tết. Đó là lời ông Phát Bùi ông nói như thế đó. Nhưng mà nói gì nói rõ ràng người ta nhìn vô người ta cũng thấy, thấy không? Tôi sẽ kể tiếp tục câu chuyện này, xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Sau chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị nếu mà hình về lại truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang kể cho quý vị nghe câu chuyện về việc năm tới đây, lần đầu tiên trong lịch sử cộng đồng Việt Nam tại Lido Sài Gòn sẽ có hai cái diễn hành Tết. Mùng 1 và mùng 2 Tết.
Trong cái lời phát biểu của luật sư Nguyễn Quốc Lân mà thuyết phục thành phố Gandro đừng cấp giấy phép cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam California tổ chức kiến hành Tết, ông có nói thêm một số chuyện như sau: chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với tất cả mọi nhóm, mọi tổ chức cùng tham gia với chúng tôi trong cuộc kiến hành ở Westminster. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn của cộng đồng, dân cử và các cơ quan chính quyền. Phải nói là tôi sẽ cảm thấy bối rối với những xảy ra Westminster, vân 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 đó. Nếu quý vị mà tổ cho Gandro tổ chức, không được sự ủng hộ hết. Và tôi muốn thành phố Gandro giúp chúng tôi, quý vị nên tránh những xung đột nội bộ trong cộng đồng, đừng để dính đến Gandro. Thành ra yêu cầu quý vị đừng có cho cái tổ chức này tổ chức như này chết. Đó là cái lời kêu gọi của ông Nguyễn Quốc Lân. Nhưng mà thành phố họ vẫn bỏ phiếu 7-0. Thì trở lại với ông Phát Bùi trong vấn đề đoàn kết. Thì thưa quý vị, rõ ràng nếu mà nói để đoàn kết mà nói như luật sư Nguyễn Quốc Lân nói, trên thực tế chúng ta nhìn rất là khó. Bởi vì sau khi thành phố Westminster không để cho thành phố, cho cái nhóm cộng đồng người Việt quốc gia Nam California tổ chức cái hành Tết. Hôm đó tôi có coi cái cuộc họp đó. Không biết vì lý do gì mà hôm đó thành phố Westminster để cho người ta lên nói rất là nhiều về cái vụ cái hành Tết, và cuối cùng tới cái giờ nó khoảng cỡ 11 giờ hơn đêm. Thì khi đó ông Tạ Đức Chí mới tới cái phần đó thì có gọi tên ông Phát Bùi tới 3 lần. Thì nhóm Phát Bùi không còn ở đó nữa. Không thấy đó nữa thì mới kêu nhóm kia lên. Cái nhóm mà Little Sài Gòn, Westminster, Tết Parade lên. Và chất vấn khoảng đầu cỡ 15-20 phút, gay gấn lắm. Cuối cùng đồng ý cho cái nhóm này tổ chức. Mà chỉ có 3 người bỏ phiếu thuận thôi. Ông Tài Đỗ bỏ phiếu chống, ông Sergio Gonzalez. Ông Tài Đỗ bỏ phiếu phản đối. Ông Sergio Gonzalez bỏ phiếu chống, chống là chống TR, ông kia là chống CH. Chống CH, chống TR khác nhau. Thì không biết là thủ tục như thế nào, nhưng mà nói chung là bên ông Phát Bùi không được tổ chức nữa. Thì ngay sau đó, đó là đã có những lời xì sầm bởi vì những người trong ban tổ chức. Như tôi nói quý vị là con Võ Khôi là cái người mà bị người ta nói rằng là bị tố cáo, bị từng bị cái tội gọi là toa chữ hình ấu dâm và có án hình sự. Thì có nhiều người ta lên nói, thì ngay trong cái ban tổ chức của Little Sài Gòn Tết, Westminster Tết Parade, đã có những người lên các cơ quan truyền thông khác là hăm dọa những người khác. Và ngay cả có những người làm những cái chuyện mà người ta thấy là rõ ràng nó chia rẽ ngay từ đầu. Chia rẽ ngay từ đầu. Thì thử hỏi làm sao đoàn kết được. Tôi không biết có phải vì như vậy mà ông Phát Bùi ông đòi tổ chức bên kia không. Nhưng mà sau đó độ khoảng một tuần lễ thì ông Phát Bùi có tổ chức họp báo trên đường Phúc Khớt. Đưa ra cái định là đòi tổ chức Tết, diễn hành Tết. Mà hôm trước trên chương trình này tôi đã kể quý vị là họ đòi tổ chức cùng ngày nữa cơ, cạnh tranh nữa cơ. Làm sao đoàn kết được. Không biết lúc đó các cụ đi đâu, các cụ đại diện cộng đồng ở đâu, các cụ cao lên đâu, không kêu bọn trẻ nó ngồi lại với nhau mà để nó quánh nhau như thế này. Xin nói thẳng là như thế. Đúng chưa? Các cụ lúc nào kêu gọi đoàn kết, đoàn kết, đưa giới trẻ lên, bây giờ nó quánh nhau, thì chẳng thấy cụ nào lú ra hết. Mà trên chương trình này tôi có kể quý vị luôn. Là từ trong cái vụ bãi nhiệm mà bây giờ nó dính qua tới cái vụ này, mà ngay cả Hội đồng Liên Tôn cũng bó tay .com luôn. Bó tay luôn. Kêu hai bên ngồi lại nói chuyện nhau, không bên nào chịu nói chuyện. Hội đồng Liên Tôn đưa thông báo chúng tôi thua. Rồi ngay cả cái ông Nguyễn Tất Lạc, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam Nam California, ông còn lập ra cái ủy ban gọi là kêu gọi hòa giải, các quý vị tự hòa giải với nhau, tự là hóa giải với nhau. Hai bên không bên nào thèm nói chuyện với nhau ấy. Rồi bây giờ mấy ông này ra nói chuyện đoàn kết hội đồng thành phố. Nghe nực cười. Thôi đừng lừa dối nhau làm gì nữa. Chúng ta tự nhận này, cộng đồng này không đoàn kết. Và sẽ không bao giờ đoàn kết nếu còn những người này ở trong cái cộng đồng này. Vẫn, nếu vẫn còn những vị dân cử ở trong cái cộng đồng này. Xin nói thẳng là như vậy luôn. Có thể quý vị nói là tôi nói hơi quá lời. Nhưng mà xin thưa quý vị, chúng ta không thể phủ nhận một điều. Trong một thành phố nó giống như một gia đình, hay trong một cộng đồng giống như một gia đình. Con cái quý vị hư, quý vị không thể đổ thừa khác. Quý vị là người cha, người mẹ, quý vị nhận trách nhiệm. No matter what. Chấm và nét. Đừng có đổ thừa tại vì bởi vì. Mình là người được bầu ra. Dù là thành phố, dù là cộng đồng, các quý vị dân cử luôn. Quý vị chạy đâu hết rồi. Không ai lên tiếng. Bởi vì sao? Quý vị sợ mất ghế quý vị.
cả trong chính quyền và cả trong cộng đồng luôn. Thành ra không ai nói ai, quánh nhau loạn sang hầu hết. Và nếu tôi ngồi trên chương trình này thời sự 247 mà ông Đỗ Dũng lại đi nói những cái chuyện mà giống như quý vị nói ở các nơi này thì quý vị không thèm nghe tôi nữa, tôi bảo ông nói láo. Tôi phải nói thẳng quý vị là cộng đồng chúng ta có chia rẽ, mà chia rẽ trầm trọng đến độ không nhìn mặt nhau luôn. Đến độ mà bây giờ bãi nhiệm nhau, đến độ bây giờ có hai cái diễn hành Tết. Chúng ta phải tự nhận cái chuyện đó, không thể chối cãi được nữa. Đừng có nói là ông Dũng nói cái này có lợi cho cộng sản nhìn vào nó cười. Tôi không cần biết. Đây là những gì tôi nghe được từ ngoài và tôi làm truyền thông, tôi thấy tôi phải nói thật với quý vị. Cái này nó âm ỉ từ lâu lắm rồi, không ai giải quyết hết. Thế mà có hội hè đình đám thì không thiếu khuôn mặt nào cả. Ủa sao từ lâu quá tôi chưa được lên nói, ủa sao tôi lên được nói ít quá vậy hả? Ủa sao anh không cho tôi lên nói hả? Tôi ủa sao anh giới thiệu tôi mà không đầy đủ nhá, tôi hai ba hội đoàn giới thiệu ít quá đó. Không thiếu, gọi là người ta bảo gọi là không có mùa chay nào mà thiếu đó. Nhưng mà những vụ này thì trốn hết, không thấy ai đứng ra tổ chức hay là hòa giải lại với nhau cả. Tôi phải khen ông Nguyễn Tất Lạc, ông cũng có nhiệt tình nhưng mà ông cũng như là hạt muối bỏ biển. Kêu gọi các bên như là tự hóa giải với nhau, không bên nào thèm nghe. Còn hội đồng Liên Tôn thì sau khi họp xong, tôi có nói chuyện với giáo sư Nguyễn Tây Dầu và sau đó họ cũng đưa ra cái thông cáo chứ họ chúng tôi bó tay. Và họ nói luôn chúng tôi không xen vào chính trị bởi tôn giáo nằm rời chính trị. Cái đó nghe cũng không có được cho lắm. Ở đây không phải chính trị mà đây là chuyện cộng đồng. Thì thôi bây giờ nó như vậy thì biết sao bây giờ hả? Người ta, tôi cầu mong, những người khác cầu mong, quý vị nên suy nghĩ lại. Bỏ bớt những cái tôi đi, bỏ bớt những cái đấm đá đi. Đừng có ăn nói cái gì mình phải nói cho nó đúng. Tôi biết rất nhiều người bây giờ trong cộng đồng, ngay cả các chính trị gia luôn, mà ngay cả các vị hoạt động cộng đồng, nói dối rất là nhiều, nó bậy lắm. Dựng chuyện hoặc là chuyện nó xoáy thế kia, vu oan giao họa cho người khác, bịa chuyện, ngụy biện, lên các đài truyền thông ngụy biện luôn để đạt được cái mình muốn, nhưng mà nó ra hậu quả ngày hôm nay. Phải nói thẳng với nhau là như thế, bị quý biến đi. Nhưng mà thôi, đó là tôi chỉ tường thuật cho khán giả SCT nghe những chuyện cho cộng đồng. Đâu phải nhiệm vụ của tôi, mà tôi thấy sao thì tôi tường thuật tiếp cho quý vị như vậy. Có thể một số người khó chịu với tôi hôm nay, nhưng mà xin thưa đó là sự thật, đó là như thế, nghe không? Thành ra vẫn còn tiếp tục có những chuyện này xảy ra thì đừng bao giờ nói đến chữ đoàn kết hết, thưa quý vị. Đoàn kết nó là cái chuyện mà gọi là xa xỉ phẩm lắm, xa xỉ lắm đối với cộng đồng chúng ta. Thành ra nó làm tôi nhớ lại cái chuyện, không biết có đúng hay không, nghe nó chéo ngoe. Người ta vẫn nói đùa ngày xưa Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra 100 trứng, sinh ra 100 con, 50 đứa lên núi, 50 đứa xuống biển. Người ta bảo cái đó chia rẽ ngay từ đầu. Mà bây giờ các cụ già ra cứ phải nói các con các cháu nhớ và duy trì truyền thống tổ tiên nhé, đừng làm mất gốc nhé. Tức là cứ tiếp tục nghe theo cái đó. Theo cái đó hả? Theo cái đó đúng rồi, theo duy trì đó thì là ngay từ đầu là chúng ta đã chia rẽ rồi. Bỏ ra đi tám, bỏ, làm sao cộng đồng đoàn kết, gây sức mạnh, tạo ra sức mạnh cho cộng đồng, tạo ra sức mạnh cho thành phố. Tôi không phải tôi dạy đời, mà tôi chỉ nghe người khác nói lại tôi nói. Để mà làm cái gì? Ích nước lợi dân cho cộng đồng người Việt quốc gia tại Nam California, tại vùng lý đồ Sài Gòn này. Để cho bây giờ chăm sóc đến đời sống người dân, chăm sóc đời sống cộng đồng. Cộng đồng chúng ta còn nhiều cái là thê thảm lắm. Có khi nào có dịp tôi kể quý vị nghe. Chúng ta toàn lo những chuyện ở trên mà không lo chuyện dưới thấy cái né. Đó như tôi nói hồi nãy đó. Trước khi chấm dứt chương trình này tôi nhắc lại một lần nữa. Các vị đại diện cộng đồng và các vị dân cử vậy luôn. Ở các hội đoàn nào rình rang có truyền thông, nghĩa là cover, nghĩa là làm thông tin nhiều, camera nhiều thì không bao giờ thấy vắng mặt quý vị hết. Mà còn đòi lên phát biểu nữa. Nhưng khi có những chuyện xảy ra trong cộng đồng thì hỏi đến ai bỏ chạy hết. Đó là sự thật. Và đó cũng là cái lời mà chúng ta phải nhớ trong cái chương trình ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.